Pháp là Kids tiếng Việt. Một chú voi này ngồi đu đưa qua lại và ngồi trên chiếc võng nhện kia đang lại. Nó vững vàng, anh ta bèn gọi tất cả các bạn anh lại chơi cùng. Hai chú voi này ngồi đu đưa qua lại và ngồi trên chiếc võng nhện kia đang lại. Nó vững vàng, anh ta bèn gọi tất cả các bạn anh lại chơi cùng. Ba chú voi này ngồi đu đưa qua lại và ngồi trên chiếc võng nhện kia đang lại. Nó vững vàng, anh ta bèn gọi tất cả các bạn anh lại chơi cùng. Bốn chú voi này ngồi đu đưa qua lại và ngồi trên chiếc võng nhện kia đang lại. Nó vững vàng, anh ta bèn gọi tất cả các bạn lại chơi cùng. Năm chú voi này ngồi đu đưa qua lại và ngồi trên chiếc võng nhện kia đang lại. Nó vững vàng, anh ta bèn gọi tất cả các bạn lại chơi cùng. Sáu chú voi này ngồi đu đưa qua lại và ngồi trên chiếc võng nhện kia đang lại. Nó vững vàng, anh ta bèn gọi tất cả các bạn lại chơi cùng. Và bảy chú voi này ngồi đu đưa qua lại và ngồi trên chiếc võng nhện kia đang lại. Nó vững vàng, anh ta bèn gọi tất cả các bạn lại chơi cùng. Tám chú voi này ngồi đu đưa qua lại và ngồi trên chiếc võng nhện kia đang lại. Nó vững vàng, anh ta bèn gọi tất cả các bạn lại chơi cùng. Chín chú voi này ngồi đu đưa qua lại và ngồi trên chiếc võng nhện kia đang lại. Nó vững vàng, anh ta bèn gọi tất cả các bạn lại chơi cùng. Mười chú voi này ngồi đu đưa qua lại và ngồi trên chiếc võng nhện kia đang lại. Nó vững vàng, anh ta bèn gọi tất cả các bạn lại chơi cùng. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Con ăn đường nè, vâng thưa mẹ. Nó không tốt cho con. Dạ vâng thưa mẹ. Đây là một quả táo ngon ha ha. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Chúng ta đã đến sở thú. Tuyệt mẹ ơi, con sẵn sàng chưa? Dạ rồi mẹ. Hãy gặp các loài động vật nào. Ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Ai có bờm nào? Sư tử mẹ ơi. Âm thanh anh tạo ra là gì? Gừ gừ gừ. Chính xác rồi. Hãy đi xem tiếp thôi. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Ai thích ăn chuối nè? Con khỉ mẹ ơi. Chúng thích làm gì hả con? Đu trên cây. Chính xác rồi. Bây giờ tiếp tục thôi. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Ai dài và có màu xanh nhỉ? Trăng Anaconda. Trăng thường làm gì? Kêu hiss, hiss, hiss. Bây giờ mẹ biết con sẽ thích cái này. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Ai rất thích bơi? Cá heo mẹ ơi. Thích làm văng nước, bắn tung tóe. Cá heo vui vẻ bơi vòng quanh. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Một ngày tuyệt vời phải không? Vâng thưa mẹ. Chúng ta thật là vui. Vâng thưa mẹ. Ai yêu sở thú nào? Chúng ta mẹ ơi.
được nhảy trên đường. Là xe buýt một chú nhảy trên đường và ngã lăn khiến cái đầu đau. Gọi ngay bác sĩ và bác sĩ là chẳng có xe buýt nào được nhảy trên đường. Chẳng có xe buýt nhảy ở trên đường. Chẳng ngã lăn khiến cái đầu đau. Gọi ngay bác sĩ và bác sĩ là những chiếc xe buýt này trở lại trên đường. Là mẹ cá mập và bé cá mập, họ thích bơi lội bạn ơi. Họ bơi bơi hoài mẹ với bé này, họ thích bơi lội bạn ơi. Tu ru ru tu ru, chúng tôi thường bơi. Tham gia nào. Tu ru ru tu ru, chúng tôi thường bơi. Là cha cá mập và bé cá mập, họ thích bơi lội bạn ơi. Họ bơi bơi hoài cùng với các bạn, họ thích bơi lội bạn ơi. Hát theo nào. Tu ru ru tu ru, chúng tôi thường bơi. Tu ru ru tu ru, chúng tôi thường bơi. Là ông cá mập chẳng có chiếc răng nhưng thích bơi lội bạn ơi. Họ bơi bơi hoài cùng với các bạn, ông thích bơi lội bạn ơi. Tu ru ru tu ru, chúng tôi thường bơi. Chúng tôi thích bơi. Tu ru ru tu ru, chúng tôi thường bơi. Là cá mập bà đã rất già nhưng thích bơi lội bạn ơi. Họ bơi bơi hoài cùng với các bạn, bà thích bơi lội bạn ơi. Tu ru ru tu ru, chúng tôi thường bơi. Mọi người ơi. Tu ru ru tu ru, chúng tôi thường bơi. Tu ru ru tu ru, chúng tôi thường bơi.
ở đây này, chú bé của cô này. Hãy nghe bà con bạn kêu mu. Bê thì mu 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 mu, bê thì mu 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 mu, bê thì mu 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 mu, bê kêu mu. Mu. Dê mẹ ở đây này, dê con của cô này. Con dê con thì bạn kêu mê. Dê thì mê 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 mê, dê thì mê 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 mê, dê thì mê 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 mê, dê kêu mê. Mê. Gà mái ở đây này, chú gà nhóc của cô này. Con gà con thì bạn kêu chip. Chú gà chip 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 chip, chú gà chip 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 chip, chú gà chip 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 chip, gà kêu chip. Ngựa bố ở đây này, chú ngựa nhỏ của ông này. Con ngựa nhỏ thì bạn kêu này. Ngựa nhỏ. Này 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 ngựa nhỏ. Này 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 ngựa nhỏ. Này 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 ngựa kêu này. Vịt mẹ ở đây này, con vịt nhỏ của cô này. Con vịt con thì bạn kêu quạc quạc. Chú vịt thì quạc 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 quạc, chú vịt thì quạc 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 quạc, chú vịt thì quạc 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 quạc, vịt kêu quạc quạc. Ở gia đình trang trại với những đứa bé con, hãy xem những bạn này vui chơi. Yeah! Bê thì mu 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 mu, dê thì mê 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 mê, chú gà chip 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 chip, con ngựa này 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 này, chú vịt thì quạc 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 quạc, ở trái đây. Hãy nhìn vào những chú thỏ con kia ngủ đến trưa, đánh thức chúng với những giai điệu thật vui. Thỏ ngủ phải không? Thỏ mơ phải không? Vâng. Hãy thức thỏ nào. Hãy nhìn vào những chú thỏ con kia lướt nhẹ đến ao. Chú hát chú chơi bỗng tìm thấy cây gậy phép. Gậy có phép không đây? Hồi hộp ghê. Vâng. Hãy nhảy thỏ nào. Hãy nhìn vào những chú thỏ con kia, chúng ngồi ở hồ ăn bánh cà rốt rất ư là ngon. Thật là ngon ghê, cùng mình nhau càng vâng. Thấy nhảy thỏ nào. Nhảy lên nào những chú thỏ ơi, nhảy lên đi hãy nhảy lên đi. Nhảy lên đi hãy nhảy lên đi.
đang xem Hopla Kids tiếng Việt.